Xin chào anh chị khách hàng thân yêu của Gốm Nhật Toki. Thì hôm nay Gốm Nhật Toki có về một số cục hàng. Và bây giờ thì em cũng sẽ làm clip khui thùng ra thật là nhanh để cho anh chị mình cùng em khám phá những đồ vật bên trong này có gì nhá. Thì sản phẩm đầu tiên đó là một thùng giấy này. Em sẽ khui thùng to trước, sau đó thì khui thùng nhỏ sau. Gì đây? Lip serum gì đây? Đây. Đây cả nhà ơi, không để cả nhà chờ đợi lâu đâu. Rồi, đã chưa? Thật là tuyệt vời luôn nhá. Một em yêu bách hoa này. Cái này mình sẽ em sẽ khui sau và giới thiệu cả nhà sau nha. Bây giờ sẽ là clip khui thôi. Em phải cố gắng khui thật là nhiều thùng luôn cả nhà ơi. Đây, tiếp theo cái em này cũng rất là to này cả nhà. Đây, để em tí xíu nha. Đó. Rồi. Đó, ở đây có một cái một cái hộp đấy. Em thông thường thì em sẽ thích khui thùng to hơn, bởi vì thùng to thì chắc chắn là thường là bình bông hoặc là những món lớn, còn thùng nhỏ thì là tô chén bát dĩa, nói chung là món nào cũng tuyển chọn hết cả nhà. Đây, đây nữa nha, đây một cái viên nữa này. Lộ dần ra rồi. Đây, em yêu đã về rồi sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi đấy. Tính ra là cứ nghĩ là về sớm hơn nhưng mà giờ em mới về. Đây, giới thiệu cả nhà một em yêu Somazaki nha, vẽ ngựa vàng, hồ lô hút lộc, hút tài hút lộc cho cả nhà mình đây. Hồ chuẩn luôn, hàng Somazaki vẽ ngựa nha. Con này để em thử coi, một gang tầm khoảng 37-38 em nghĩ thế, nói chung là cũng số may. Đây nữa, đây gì đây? Đây thì có một cái gì nữa đây, khá là to. Đây, đây là một bình gọi là Satsuma tích người nhỉ. Ui, vẽ tứ diện luôn này cả nhà. Cái này mấy cạnh này? 6 cạnh nhá cả nhà. Uầy, một con bình chuẩn chỉ luôn cho anh chị mình chơi tham khảo nha. Cái này phải hơn 40 đấy cả nhà. Bình rất là lớn. Hơn 40. Món nhà dưới đây nhà, đây đi. Này chắc là một món nhỏ nhỏ đi. Một vài món để gửi tới anh chị mình trong cũng là chia sẻ cái niềm vui hàng cũng mới về tức thì. Đây là món gì đây? Đây cũng nghi ngờ là một cái đĩa. Wow. Rất là đẹp luôn anh chị ơi, đây. Còn giấy tờ đây, một cái dĩa ngũ sắc nha, chuẩn triện ký luôn, đường kính lớn. Cái dĩa rất là đẹp đến chị có thể trưng bày, trưng như là trong tủ hoặc là để bàn ăn, để trái cây thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rồi sẽ để tiếp qua bên này nha. Đây đi, đây có một cái món gì nữa này. Nói chung là sẽ cố gắng khui thật nhiều mà hy vọng anh chị chờ đợi em nha. Cảm ơn cả nhà vì những cái sự ủng hộ của anh chị rất là lớn dành cho em. Rất là em rất muốn chia sẻ cái đam mê cũng như là cái niềm vui khi mà sưu tầm được những mặt hàng gốm sứ nhá. Đó. Hy vọng là anh chị cũng sẽ có thật là nhiều niềm vui trong cái, thật là hạnh phúc trong cái thú vui của mình. Mình chia sẻ được điều gì mình cứ chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đây. Gì đấy? Mình tiếc thì trên đây nên biết. Đây em có một cái hộp nhỏ, không biết là món gì. Really good job baby. Anh chị nào chơi set trà thì chơi set này nhá. Xin mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nét đẹp. Trời ơi, nó phê. Bên trong này cả nhà. Cái dĩa nữa. Phê như con tê tê luôn. Nói chứ set này em cả nhà từ từ nhá, tại vì em phải có thời gian chiêm ngắm và chiêm niệm nó đã. Đây, mời anh chị cùng chiêm ngưỡng cái set trà này của em nha. Từ từ, cái này em phải để riêng ở đây để tí nữa em phải ngồi nghiền đã. Đấy, nói nghiện chứ mẹ nghiện luôn đấy cả nhà. Ở đây nữa, đây có một cái anh em bình gì đây. Nói chung là món nào mà một khi mà em đã tuyển thì phải nói là từ cái tim của mình là đã phải mê trước đã. Đã quá. Thì dưng khui được xét trà cái chắc phải nghiền ngắm em tí đó cả nhà ơi. Đó, món này món cuối cùng nhá, để em còn phải đi ngắm nghiền cái em kia đã cả nhà. Đấy.
cái gì đấy, chip iPhone này nhỉ trời. Mình cái chip cho em cái iPhone nha, em thích iPhone lắm đó. Đây thì có một cái hộp nhỏ nữa cả nhà ơi. Thì anh chị có yêu thương em ấy thì tìm em qua hai hình thức nha. Một là Facebook gốm Nhật Toki và thứ hai là số điện thoại Zalo nha. 0901112334 nha cả nhà. Đây. Không kém phần siêu phẩm hơn. Đó là một em ly. Nếu như anh chị theo dõi các sản phẩm của em Toki thì có biết về em ly này rồi. Đây gọi như là em sẽ gọi đó là một là ly uống bia. Nhưng mà nếu uống bia theo cách thông thường thì không nói làm gì. Đây là một ly uống bia được thiết kế riêng cho việc uống bia. Và cũng là một siêu phẩm nữa. Đã quá cả nhà ơi, bây giờ em phải làm gì với siêu phẩm này đây. Đây, chuyện này cả nhà đấy. Anh chị nào theo dõi sản phẩm của em là biết nha. Đây, hoa văn họa tiết vẽ tay toàn bộ này. Đấy, bên trong này còn có chứng minh nguồn gốc xuất xứ đây nha. Rất là siêu phẩm luôn. Rồi, chúc anh chị có thật là nhiều niềm vui nha. Cạn ly cùng em nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Anh chị hãy like này, hãy yêu thích nha. Và nhớ đăng ký kênh Nút Một Đỏ để theo dõi nhiều sản phẩm mới hơn của gốm Nhật Toki nha cả nhà. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị đã theo dõi các sản phẩm của Toki. Và xin hẹn gặp lại cả nhà trong những tập tiếp theo của gốm Nhật Toki.